Hôm nay mình lên lại họ cánh linh chỉ các bạn á, lên lại khu gần như thế nào. Đi ngang qua đây thì mình thấy nhiều cái sàn bất động sản cơ bản đắm cửa ấy là các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Đắm cửa trơn rồi. Chỉ có một số nhà nào nó nhà thì có cái nan mở, còn những cái sàn mấy ảnh thuê là dường như đóng hết. Mình đang đi lên cái đường Nguyễn Tất Thành nối dài đó các bạn. Đi qua một số hình ảnh cho các bạn xem. Đây cũng có một cái sàn chắc mới mở ra chơi rồi chứ. Các bạn biết là cái thời kỳ đỉnh điểm là dọc hai bên đường này là mình đếm là phải mấy trăm cái sàn như vậy các bạn. Đây Golden Hill đây các bạn này, đó khách sạn Golden Hill này. Golden Hill Hotel chưa có sai đâu các bạn, làm bản thì thôi chứ còn chưa có làm được đâu, còn lao lắm, tình hình này là còn lao và rất lao nữa. Thời kỳ đỉnh điểm mà mình lên đây là những cái sàn du lịch ở đây rất là nhiều các bạn này. Nói cái sàn mình nhìn cho nó vẽ cho nó cái hoành tráng vậy thôi chứ đúng ra là cái lều thôi đó, cái lều giống như đây là cái lều các bạn này đó, có ba bốn tôn dựng lên vậy thôi chứ không phải là cái sàn đâu. Đó như vậy gọi là sàn du lịch bất động sản đó. Ở đây có một cái các bạn này, không biết có du lịch lại không mà thấy mở cửa rồi. Qua đây phải qua của anh Hùng không? Ở quà của anh Hùng mà. Ồ, lâu quá. Lan lên, lòng mang lên. Có khách vô dịch là không? Có, tháng qua kia thấy vô dịch. À, đó hả? Sự mới nhạc, mới đồ hành trắng quá. Vô uống một ly nước trà vui chứ. Mấy ngày hôm nay có ai gửi không? Giá mày không anh? A một bên đi còn không bao nhiêu anh Hồng à? Giá? Giảm 30 à? 30 là ít đấy chứ. À 30 à, em hơn 30 đó, ai ở dưới chỗ em là hơn 30 đó. Hòa Sung à? Hòa Sung hơn 30 đó. Hòa Sung thì đã mua được 10 thì còn 25 mà, 25 hay 28. Có chỗ bán 25, có chỗ bán 28. 25 là cái chỗ mà nó nằm cuối con đường á. Nằm còn giao dịch phần đa là nó nằm cỡ 28 đến 3 tỷ trở lại. Đó là đường Nam đó. Đang ấm lại rồi. Ừ. Đang cần hòn nhiều lắm nhá. Nhưng mà nhà đầu tư chưa ra thôi. Nhà đầu tư chưa ra. Phần đa là mình chủ yếu là dân Hà Nội, đó là dân ở đâu này? Chung là cũng là Sài Gòn, Hà Nội thì Sài Gòn, Hà Nội. Sài Gòn, Hà Nội. Ừ. Sài Gòn thứ hai là những nhà đầu tư của Đà Nẵng mình, những người mà chung là tiền họ cũng rất thoải mái. Ừ. Thu nhập thì họ không tính, nhưng mà khi mà muốn đầu tư đất thì họ có cái tài chính họ. Dạ dạ. Bữa nay ví dụ như là A1 là bữa nay họ gửi bao nhiêu? A1 thì tầm tháng thì nếu mà được gần 7 thì bây giờ giá cũng tầm 25. Hồi xưa là 4 tỷ đúng không?
À, nó là gần xưa 4 là tỷ à. 1 là 38. 38. 32 là 32. 32. Đường 10 của A3 bây giờ Sài Gòn có 2 tỷ rưỡi. Đường 10 A3 à? Ừ. 2 tỷ rưỡi à? 2 tỷ rưỡi. A3 là nó nằm ở chỗ trường đúng không ta? Nằm à, trên trên trường. Trên trường. Trên trường đoạn à? A3 là tới A4 vậy nè. Ừ. A4 là cuối cùng đó. A4 A5. Còn A6 là lại khu C. À A5 A6 là ok. Tái định cư Ngô Đình Hiêu. À ok. Chung okay. Là bây giờ trời cũng mở rộng. Để tí em lên qua em coi thử có xây xây dựng gì đây nó không? Tây nó thì bây giờ chưa xây dựng nhưng mà nhà cửa thì lưa thưa. Ừ. Thứ hai nữa là đường xá thì làm xong hết trụ điện có hết rồi. À đó à. Phân lô hết rồi. Phân lô hết rồi. Ừ. Nó đang ổn ổn lại. A2 thì A2 có lô giờ nó cũng đang cần cần tiền bán đường 7 tầng 5 bán giá 2 tỷ 2. Đúng chưa? Đã 2 tỷ 2 gần trường học đó à. Gần trường học lỗ hơn 1 tỷ. Lỗ hơn 1 tỷ. Còn A3 thì đường 7 thì giá cũng 2 tỷ 2. Hai tỷ hai. Nó có view cây. Hai tỷ hai thì so với mà nóng thì nó mất cũng hơn tỷ. Hơn tỷ. Hơn tỷ. 30%. Ở dưới chỗ em chứ mà. Hơn 30% rồi đó. Ở dưới chỗ em hơn 30. Mới tính hơn 30 kìa. Chỗ 3 em tỷ, 3 tỷ mà vừa còn có bốc. Nó mà xung bây giờ vẫn còn có 21, 22 nha mấy. Trong lượng giờ dao động lại rồi đó. Ừ. Nhưng mà nhà đầu tư nó chưa bung ra. Ừ. Còn giữ y hàng. Ừ. Mấy ngày đây thì trên đây mấy sàn giao dịch được. Ừ. Lô 2 lô. Ừ. Quan trọng như khách và đi. Và đi khách rồi cũng phải. Nhưng mà khách đi ví dụ lô nào mà chịu không nổi là mua. Ví dụ như mà người ta nói 2 tỷ 2 mình trả khoảng 2 tỷ mốc người ta bán không? Không. Tối thiểu là 50 thôi. Ừ. 50 tỷ. Thì đưa ra cái giá là giá cứng. Ừ. 50 tỷ mỗi lần làm sổ là ừ. Rồi. Ừ. Nói chung là giá nó là cũng cơ bản là cũng hạ rồi đó. Nói chung là không qua đầu. Ừ. Nếu mà qua nhiều đầu thì ví dụ như thường thường một lô đất thì gỡ dịch vụ thì cho hoa hồng 100. Anh mở lại được mấy ngày rồi? Đi hoạt động hồi Tết thì vẫn bình thường mà. Chỉ trong mùa dịch vừa rồi nghỉ 15 ngày thôi. À, đầu vừa dịch nghỉ 15 ngày à. Có một hoạt động bình thường. Ừ. Có bộ bàn ghế anh mới sắm ra này. Cái này lâu rồi hả? Bữa hôm đó em lên năm tháng à? Hết rồi hả? Ủa ra? Đầu tháng 9 hay 2019. Ừ. Khu Ngô Đình Hiêu này em nghĩ là tương lai vẫn tốt. Tại vì dù muốn dù không có cản liên chịu là chắc chắn là sẽ xây dựng. Nói chung là nó đang rầu rầu. Tại vì tất cả trong phòng đồ là mình những cái phân lô đó là có sẵn rồi đó. Ừ. Còn hệt ba bây giờ chuyện đang mở rộng thêm 100 lô nữa. Dạ. Cái giá ở khu A, khu B, khu C rồi anh có nắm không? Thì là cái giá thì bây giờ thì nằm giá chung với đó. Giá thì đa số thì có người họ cần bán đó, thì họ đưa là cái giá cho mình dễ dễ dạ. Những người không cần bán thì họ đưa ra cái giá nói chung là câu muốn đặt tay dạ. Thì mình không thể nào mình đấu tay lại được. Khu B, khu C là mình có sổ chưa hả? Nói chung là khu B, khu C là chưa. Nhưng mà khu A5, A6 là có rồi. À Nam 16 có rồi. Đó. Ừ. Tôi tới cũng có. Ừ. Rồi để mình đi mình đi review lại một số cái hình ảnh của khu A Ngô Đình Hiêu các bạn ạ. Đây là khu A đó các bạn này. Toàn bộ khu A này có sổ hết rồi các bạn. Thưa thưa thôi chứ cũng thấy nồm thông tin đó là hiện bây giờ cũng có sự giao dịch ở lại rồi các bạn này.
cũng ít thôi chứ không nhiều, chỉ có lai đai lắc đắc. Bây giờ khu A này là giá tầm tầm cả 2,5 tỷ bạn ạ. Trước kia là 3,8 tỷ, bây giờ 2,5 tỷ là còn là mất 1,3 tỷ các bạn ạ. Đây mình thấy nói chung nhà khu A là cái khu gọi là sầm uất nhất đó các bạn này, mình thấy nhà vẫn còn thưa à. Đây là công viên các bạn này, khu A mình được một cái là mình thấy cây xanh đồ rất là tốt, rất là đẹp đó, đường ghi A01 các bạn này đó, đường chưa có tay những đặt theo cái solo block của nhà đầu tư thôi, của chủ đầu tư. Các bạn mua những lô mà gần công viên này thì đẹp này, rất thoáng, rất là mát. Đi quanh cho các bạn xem mà. Nói chung là cây rất là lớn các bạn. Cây này lân mua cây lớn viện trồng hết rồi các bạn này. Đây là con đường thông ra đường kia luôn. Đó, đây một số nhà dân đã mạm đây rồi. Số điện thoại một số anh em làm ở đây nên có gì là mình sẽ alo, là mình sẽ nắm được thông tin liền, tình hình giá cả nóng sốt như thế nào là mình sẽ điện biết hết. Nói chung cũng trong cho thị trường nó ấm lên để cho anh em làm có cái đồng các bạn này. Suốt một năm vừa qua là coi như đứng bánh luôn á. Tháng giao dịch được con lô kiếm được mấy đồng thôi chứ còn. Đây là qua đây A4 rồi các bạn này. Nói chung dân rất là thưa. Đây toàn bộ khu này là trước nó sầm uất lắm các bạn này. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy mà mình đi dường như cũng không có khách các bạn, khách chỉ đi hỏi thôi chứ còn mua giao dịch mình nghĩ cũng ít lắm, trừ trường hợp có lô mà thật rẻ thôi. Khu này gần trường hạc các bạn này, khu này gọi là A2 đây, mua gần trường hạc này mình thấy cũng rất là tiện này. Đây là trường hạc các bạn, các bạn mua trường hạc thì các bạn mua đối diện đó, còn chứ còn các bạn mua như hông này thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Tầm là cả 2,2 tỷ, 2,3 tỷ gì đó. Đó. Đây là con đường 10 Việt Nam các bạn. Đây là đường 10 Việt Nam. Nam thấy khu này là tầm cũng cỡ 2,5 tỷ trở lại đó chứ không gì đâu các bạn. A1 đường 7 Việt Nam là 2,5 tỷ.
mà đường 10 Việt Nam mà tranh Neo 2 thì xa hơn đoạn thì cũng 2 tỷ rưỡi lô. Nếu như vậy thì các bạn mua đường 10 Việt Nam tốt hơn, rộng rãi thoáng đãng hơn. Tương lai thì sẽ đông hơn, sẽ giữ với kiểu nhiều tiền hơn, đó là vì nó gần một số cái công viên và một số cái những cái khu vui chơi các bạn này, cho nên giá cao hơn, nhà cũng đông đúc hơn. Còn con đường 10 này là nhà còn thưa cho nên bán giá đó, nhưng mình nghĩ là tương lai con đường này sẽ rất là đông, cho nên các bạn mua ở đây là thay mình là hợp lý hơn này. Ngày mình đi cũng vắng các bạn ạ. Đây là công viên các bạn. Bên kia là người ta xây dựng những cái shop house các bạn ạ. Thành phố Đà Nẵng thì cũng mới giải tỏa cách đây có mấy ngày thôi các bạn này, cho nên tình hình nó cũng chưa có rõ nét lắm. Ít ra phải vài tuần lễ nữa kìa thì tình hình nó sẽ sáng sủa hơn. Ngày hôm nay mình đi là mình thấy rất là vắng vẻ, chỉ có một số cái sàn nó mở lại vậy thôi. Công hồi đầu năm mình có lên đây các bạn, nhà phố thương mại là xích hao đấy các bạn. Ngày hôm nay thứ bảy mà trời cũng mưa nhưng mà họ cũng thi công như vậy là cũng tốt đó. Gọi là khu B hoặc khu C vậy đó các bạn này. Khu này là khu B đây. Khu B và khu C này hiện bây giờ là chưa sổ các bạn á. Của năm 2019 các bạn biết không? Đó là mình vào ra là người cũng đông như nên luôn các bạn này. Đây con đường chính như thế này các bạn này, đó. Những cái lều này các bạn thấy nó còn thấy không? Đó. Và trước mình vào nó đông như kiến luôn á. Vì đây là con đường chính đi vào mà, con đường bê tông các bạn này.
đường 15 mấy. Từ ngồi đường vào ngồi này là mình đếm là khoảng mấy trăm cái lều nhỏ 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 như vậy. Sau này thành phố dẹp hết, chỉ còn có một số ít giữ lại thôi. Trời, nó hơi có một vài cơn mưa nhỏ nhỏ các bạn. Mình nghĩ rằng về tương lai cái khu Đình Hiên này nó vẫn tốt các bạn ạ. Vì mình thấy hạ tầng nó làm rất là bài bản các bạn. Đường xá rất là đẹp. Điện là điện âm nữa. Cây cối thì trồng cũng bài bản. Ba lề rất là đẹp. Ở đây có một xa xa đầu kia là có một sông Cua Đê nữa. Nói chung mà giá ở đây tầm tầm mà nếu dưới 2 tỷ là mình mua là đầu tư là hoàn toàn hợp lý. Ở đây cách trung tâm thành phố Đà Nẵng là khoảng 20 km các bạn, 20 đến 25 km. Và tương lai là mình thấy nó rất là tốt, là vì cái cảng liên triều này chắc chắn là sẽ xây dựng các bạn á. Cách đây mấy ngày là thành phố Đà Nẵng đã có cái đề nghị gửi đến Thủ tướng Chính phủ, đề nghị là cho chủ trương xây dựng cảng liên triều giai đoạn 1 là khoảng trên 3.000 tỷ. Cảng liên triều nó nằm ở đầu kia đó, chỗ mà mai sương mù đó các bạn ạ. Như vậy là tương lai khu này nó sẽ rất là tốt. Cảng liên triều nó xây dựng là nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng rất là lớn. Và tất cả người ta về đây, người ta sẽ lôi kéo một số cái dân người ta về đây người ta ở. Nếu điều kiện giá cả mà tốt. Trời rất là mưa các bạn ạ. Quay clip cho các bạn xem là cũng cố gắng lắm các bạn. Như thế nào. Đây một số sàn bất động sản đang hoạt động trở lại luôn. Mua các bạn ấy. Khách hỏi là những cái sàn này sẽ mở lại.
chỉ được cái đoạn phía dưới thôi các bạn, cái đoạn này thì nó có vẻ ít người mở hơn. Khu Anh Hy là một trong những cái khu đô thị rất là hot các bạn ạ. Sức nóng ở đây là rất là khủng khiếp các bạn này. Trừ các bạn nó im liền như vậy ạ. Mà khi chỉ cần mà có một cơn sốt là các bạn lên đây là các bạn thấy là nó đi giống như đi chợ đó. Có người mở ra lại rồi các bạn. Chủ yếu là một số sàn ở ngoài đường này thôi, cho còn ở trong kia là dường như là người ta đóng cửa hết. Hết rồi các bạn này, khách sạn rồi. Nói chung là sau dịch thì mọi cái giao thương nó được gỡ bỏ, tình hình sau dịch thì mọi thứ dần dần trở lại bình thường. Các quầy ăn quầy uống đã cho phép mở ra lại rồi, chỉ có quán bar, nhà hàng, khách sạn thì chưa có cho phép mở thôi. Thì mình nghĩ rằng ít nhất là phải mất vài tuần nữa thì tình hình sẽ có chuyển biến tốt hơn tí. Lúc đó mà có gì mà ai thì mà nó nóng lên tí, nó có sự giao dịch đó, thì mình sẽ lên đây mình quay tiếp cho các bạn xem, để xem thực sự cái tình hình bất động sản nó sẽ như thế nào, có điều gì khác biệt hơn trước khi dịch ra là không. Bởi vì thực tế mình nói như các bạn biết không, cái cuộc sống bây giờ có cảm giác nó thực sự là khó khăn rồi đó. Người ta nói rằng đây chỉ là một sự khởi đầu thôi các bạn ạ, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu thôi, những điều khó khăn đang chờ đợi phía trước. Thêm một cái thông tin mình được biết là cái tình hình mà du lịch nó là dường như là đã đóng cửa từ đây đến cuối năm rồi, khả năng đó rất là cao các bạn ạ. Hiện bây giờ các nước châu Âu là hiện bây giờ là dường như là có cảm giác là cái khả năng mà chữa được cái bệnh virus á, khống chế được bệnh dường như là chưa khống chế được. Ngay cả nước Mỹ là hiện bây giờ tổng thống Donald Trump là có khả năng là sẽ kéo dài thời gian tiếp tục cách ly xã hội, cái số người chết ở Mỹ và châu Âu là tiếp tục tăng lên chứ chưa có hiện tượng là giảm xuống. Vì vậy tình hình là rất là khó khăn, nó ảnh hưởng đến Việt Nam rất là nhiều. Thế mình nhận xét chung á, thế mình nhận xét cá nhân của mình đó các bạn á, sau cái đợt dịch này là chắc chắn là sẽ có một cái đợt giao dịch nó lên được chút đỉnh thôi, gọi là nó hơi ấm thôi, chứ còn nói về sốt nóng là mình nghĩ điều đó là không thể xảy ra. Ở đây là đường Nam Bắc Nam các bạn này, ở đây là đường Nam Bắc Nam mà cái đất ở đây là đường ngang bãi Bắc Nam các bạn ấy. Ở đây thì mình tầm cỡ tỷ bãi thì 8 thôi, chứ không có nhiều. Ở đây gọi là tái định cư, đường ngang bãi Bắc Nam làm nhà rất là đẹp.
những khu này là có nhà các bạn, tại vì ở đây là những người có nhân cầu thực, người ta được giải tỏa đền bù và người ta làm nhà người ta ở. Do trời mưa nữa, mà chắc tình hình cũng mới nên nhưng cũng chưa, có khi người ta cũng chưa có đi được các bạn. Thị trường ở Đà Nẵng mà giới đầu tư chủ yếu là Sài Gòn với Hà Nội thôi các bạn ấy. Còn người dân Đà Nẵng mình là cũng có nhưng mà số không có nhiều, cái số mà đại gia có mặt cũng không có nhiều thôi. Đa một số người cỡ trung trung thì cũng chạy theo thôi chứ còn họ không có sức người ta làm thị trường. Cái thị trường nắng xấu hay không là phụ thuộc vào cái thu nhập người dân rất là cao các bạn ạ. Vì cuối cùng các nhà đầu tư có mua đi bán lại dù đi chăng nữa thì cuối cùng cũng bán lại cho người tiêu dùng cuối cùng. Mà cái người tiêu dùng cuối cùng mà không có thu nhập, cộng với cái ngân hàng siết chặt tín dụng nữa thì rõ ràng là họ rất khó có cơ hội để người ta vay để mua một bất động sản. Thì đây mình ước đoán á, thị trường nó ấm lên một chút đỉnh thôi rồi nó sẽ đau hồi đáy lại, rồi nó sẽ xì xuống lại ngay lập tức, nó không có kéo dài và nó không có nóng sốt như những năm 2017, 2018, 2019. Chẳng qua là cái cơn dịch này nó kéo dài quá lâu, thị trường nó có suy giảm về cái giá trị gần như là giá trị thực của nó rồi, cho nên một số người có nhu cầu thực á, người ta chết lấy cái hầu người ta mua. Và một số người đầu tư người ta thấy giá như vậy là cũng vừa rồi cho nên họ sẽ mua, người ta tích trữ. Còn cái việc mà khuấy động cái thị trường lên á là bắt buộc là phải có những cái người mua cuối cùng, chứ còn những cái nhà mà đầu tư thì cứ sang qua sang lại thì cũng có nớ người thôi. Quan trọng nhất là những người đầu tư, những người mua các bạn này, những người mà có nhu cầu người ta mua, những người nó quan trọng lắm. Đây là theo mình là đánh giá tổng thể chung là sẽ có một đợt nắng ấm, rồi là sẽ có một đợt suy thoái kéo dài nữa. Qua đến năm 2020, hết năm 2020 đến giữa năm 2021 thì tình hình mới sáng sủa lên lại. Mình căn cứ vào cái tình hình của kinh tế Việt Nam, những cái chính sách chung của đất nước mình là mình có những cái dự báo như vậy. Còn các bạn thì có những nhận định riêng của các bạn và các bạn đưa ra những cái đầu tư tiền của các bạn mà. Rồi ngày hôm nay mình đi qua một số hình ảnh về khu đô thị có hình như các bạn ạ. Tình hình đó thì như mình nói rồi đó, những cái sàn giao dịch bất động sản thì có mở lại, giao dịch thì rất là ít thôi. Mình đi là dường như mình không thấy khách nào đi ra, chỉ có mình đi thôi. Nói chung phải chờ thời gian này mới biết được là cái tình hình nó sẽ rõ ràng hơn. Rồi bye các bạn ha.